Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Krông Búc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 lần thứ 17 mở rộng. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tập huấn công tác mặt trận năm 2019. Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen. Đảng bộ xã Tân Lập sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 2 tại huyện Krông Búc. Thôn E Tút, xã Bơn Đờ Rang đón nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2018. Phần cuối chương trình là nội dung thắp sáng những ước mơ của chàng trai mắc căn bệnh ung thư. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 4 tháng 7, huyện ủy Krông Búc đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 lần thứ 17 mở rộng. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện, ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, bí thư huyện ủy, nêu bật ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị lần này, đồng thời đồng chí cũng đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị các đại biểu tham dự cần tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tìm biện pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2019. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 do đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Krông Búc trình bày tại hội nghị đã nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Krông Búc đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Nền kinh tế địa phương tiếp tục có bước phát triển khá, quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố và có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tổ chức 5 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung văn bản của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy và thông qua tình hình thời sự trong nước, quốc tế với trên 700 lượt cán bộ đảng viên tham gia. Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 CTTVK ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, thực hiện đúng quy trình quy định, hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tiếp tục được thực hiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên và nhân dân về các ngày lễ của đất nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 2 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6. Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Đăng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo của Đoàn Giám sát số 16 Hội đồng Nhân dân huyện về công tác quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất gắn liền với đất trên địa bàn huyện được bàn giao từ các nông lâm trường và cơ quan đơn vị khác. Báo cáo của Đoàn Giám sát số 4 về công tác đầu tư dự án bán đấu giá khu đất thu hồi của Công ty Khai thác Chế biến Lâm sản Krông Búc thông qua các tờ trình số 85-86 ngày 6 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc xin ý kiến thống nhất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019 để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận góp ý kiến vào các văn bản dự thảo như bổ sung chỉnh sửa số liệu trong báo cáo của Hội đồng Nhân dân huyện về tình hình kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, thống nhất thông qua hai báo cáo và hai tờ trình đưa ra tại phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, các đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân huyện
Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận, rà soát thống nhất, chỉnh sửa bổ sung số liệu các dự thảo báo cáo của Hội đồng Nhân dân được đưa ra thảo luận tại phiên họp. Các xã cần triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa phương mình quản lý. Tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 5 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trinh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản công nghiệp xây dựng đạt 1.743 tỷ đồng. Công tác thu chi ngân sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được tăng cường. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Lĩnh vực y tế, giáo dục, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, phát huy hiệu quả. Công tác cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở được thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể đã thảo luận, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, y tế, nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trinh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả mà huyện nhà đạt được trong 6 tháng đầu năm. Các đồng chí yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đủ điều kiện, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế, khai thác hiệu quả nguồn thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách, quản lý và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác sản xuất vụ mùa, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phòng chống dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng lan rộng tại các địa phương, trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là việc khai thác đất trái phép, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, khai thác nguồn vốn từ việc bán đấu giá các khu đất, đảm bảo nguồn ngân sách cho huyện theo kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã tổ chức lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2019. Đến dự có đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng đông đảo cán bộ làm công tác mặt trận của 7 xã trên địa bàn. Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên là cán bộ và ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 7 xã trên địa bàn huyện. Trải qua 2 ngày học tập, các học viên được nghe 4 chuyên đề chính là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cuộc vận động ngày vì người nghèo hướng dẫn thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc theo quyết định số 217 QĐ-TVK ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội theo quyết định số 218 QĐ-TVK ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở. Phát biểu tại lớp học, đồng chí Hoàng Sĩ Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Krông Búc đã đề nghị cán bộ làm công tác mặt trận cấp cơ sở cần tập trung nghiên cứu tài liệu chuyên đề, từ đó áp dụng vào các chương trình hành động tại địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời là dịp để đại biểu ở cơ sở có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác mặt trận nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.
Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen. Trong thời gian qua, Hội Nông dân của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 nói chung và Hội Nông dân huyện Krông Búc nói riêng đã triển khai nhiều chương trình cũng như giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh như là cầu nối giữa hội viên nông dân, tiếp cận được nguồn vốn tín chấp với lãi suất ưu đãi, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện, hội viên được tiếp cận với nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, được cung ứng phân bón trả chậm. Hội Nông dân cơ sở xây dựng nguồn quỹ hội để hỗ trợ hội viên gặp khó khăn. Tại huyện Krông Búc, sau 3 năm triển khai, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức được 4 lớp tập huấn tín dụng, có hơn 400 lượt cán bộ hội viên nông dân tham dự. Tính đến 30 tháng 6 năm 2019, hội quản lý 15 tổ liên kết vay vốn dư nợ 9,103 tỷ đồng cho 98 hộ vay. Hội cũng đã nhận ủy thác cho hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện với 66 tổ dư nợ hơn 79 tỷ đồng, có 2.427 thành viên vay vốn. Số dư tiền gửi tiết kiệm là gần 4 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân cho vay vốn tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho nông dân đầu tư 5 dự án cải tạo và chăm sóc cà phê, 3 dự án chăn nuôi bò sinh sản. Hàng năm, trên toàn huyện có hơn 500 tấn phân bón các loại được triển khai hỗ trợ trả chậm, giúp nông dân khắc phục khó khăn. Cùng với đó, 7 trên 7 cơ sở hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ hội để hỗ trợ hội viên khó khăn. 91 trên 106 chi hội có nguồn quỹ với tổng số tiền là 888 triệu đồng dành cho 142 hội viên vay. Kết thúc hội nghị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Búc đã trao giấy khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác cho vay qua tổ từ năm 2016 đến năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 2 tháng 7, Đảng ủy xã Tân Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự với hội nghị có đồng chí Hoàng Khắc Thuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức và đồng chí Hoàng Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Tân Lập tương đối ổn định. Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn triển khai đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai tích cực. Địa phương xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1.150m, kinh phí trên 1,05 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Đảng ủy Tân Lập quan tâm triển khai. Hiện nay, Đảng bộ Tân Lập có 13 chi bộ trực thuộc với 179 đảng viên đang sinh hoạt. Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Tân Lập cũng đã thông qua báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị khóa 12. Trong những năm qua, công tác tổ chức học tập và triển khai các nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy xã Tân Lập chú trọng và đạt những kết quả tích cực. Đảng ủy cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ thị 05 cũng như chuyên đề hàng năm một cách nghiêm túc. Qua đó, các cuộc họp đảng bộ, chi bộ và chính quyền triển khai ngắn gọn, trọng tâm, đúng thời gian, hiệu quả hơn, giải quyết công việc cho dân đúng hẹn, không gây phiền hà cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ đảng viên nhân dân của cơ quan chấp hành giờ giấc, lề lối làm việc, nêu cao ý thức trách nhiệm. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Nhân dịp này, Thường trực Đảng ủy Tân Lập cũng đã tặng giấy khen cho một tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 2 tháng 7, thôn Etus, xã Bơ Nờ Rang đón nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2018. Thôn Etus có diện tích tự nhiên 84,7 ha, được chia thành 2 xóm và 3 buôn, gồm 282 hộ với 1.642 nhân khẩu. Trong đó có 143 hộ dân tộc ED. Chi bộ thôn Etus có 20 đảng viên với một chi ủy gồm 3 đồng chí, đã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa, đời sống kinh tế của nhân dân đã từng bước ổn định, phong trào xóa nhà tạm được duy trì 3 năm qua. Dưới sự phối hợp giữa các đơn vị kết nghĩa đã xây dựng được 3 ngôi nhà tình thương,
trị giá 60 triệu đồng. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh phong phú. Trong thôn có 210 hộ được công nhận là gia đình văn hóa, đạt 74,4% số hộ. Nhân dân trong buôn đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trồng xen canh để nâng cao giá trị kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người của thôn E Tút là 2,5 triệu đến 2,7 triệu đồng một người một tháng. Trong thôn có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học không bỏ học. Nhân dân đã xây dựng 350 mét đường bê tông hóa và cứng hóa 1 km đường bằng đá nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đa số nhân dân đều thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh, môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Phần lớn các gia đình đều có công trình vệ sinh, cùng nhau bảo vệ môi trường. Rác thải thu gom tập trung để xử lý. Trong thôn không có người mắc tệ nạn ma túy, không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ ban thôn và nhân dân thôn E Tút đã được Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc công nhận là thôn văn hóa cấp huyện năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 5 tháng 7, Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 2 tại huyện Krông Búc. Cụm thi đua số 2 bao gồm 6 đơn vị là huyện Krông Búc, huyện Krông Anna, Krông Năng, Chư Mừng Nga, Ea Hờ Leo và khối cơ quan tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã tổ chức thành công đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Cụm thi đua đã kết nạp được 108 hội viên mới, đạt 41,18% kế hoạch năm. Hội cựu chiến binh các địa phương đã vận động nhân dân và hội viên hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới được 32 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 659 triệu đồng. Hội viên hiến đất xây dựng nông thôn mới 450 m2, tham gia nạo vét kênh mương được 12 km. Trong 6 tháng đầu năm, 100% gia đình cựu chiến binh đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa, 100% hội viên đăng ký đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu. Hội cũng đã hỗ trợ 2 ngôi nhà cho hội viên nghèo trị giá 65 triệu đồng. Cùng với việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, các đơn vị luôn gắn với việc quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách. Toàn cụm đã xây dựng được 25 mô hình cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Hội nghị cũng đã đưa ra một số phương hướng trong những tháng còn lại của năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cụm thi đua số 2 trong 6 tháng đầu năm 2019. Phát huy những thành tích đã đạt được, cựu chiến binh cụm thi đua số 2 nói chung và từng đơn vị nói riêng sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Thắp sáng những ước mơ của chàng trai mắc căn bệnh ung thư. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại thôn Nam Tân, xã Chư Cờ Bô, huyện Krông Búc. Trước đây, Nguyễn Công Nổi vốn là một học sinh có thành tích học tập tốt. Sau khi tốt nghiệp trường đại học ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, anh vào làm tại một ngân hàng, sau đó anh chuyển hướng sang mở công ty và cung cấp thực phẩm sạch. Với chàng trai trẻ, một công ty là tâm huyết với bao ước mơ hoài bão, nhưng nay đã trở thành dang dở. Công việc đang thuận lợi thì điều bất ngờ xảy ra. Vào đầu năm 2016, Nguyễn Công Nổi thấy sức khỏe của mình ngày càng đi xuống, cơ thể sút cân nhanh chóng. Anh đi khám và được chẩn đoán ung thư đại tràng. Cầm tờ kết quả trong tay mà không khỏi bàng hoàng, Nổi vô cùng suy sụp. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, bè bạn, Nguyễn Công Nổi dần vượt qua khủng hoảng tâm lý và nhận thấy cuộc đời còn có nhiều ý nghĩa. Sau một thời gian gián đoạn vì phải chữa trị ung thư, vốn là người yêu thương trẻ em, Nguyễn Công Nổi đã quyết định bỏ công việc tại công ty Vô Biển, thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê nhà tại thôn Nam Tân, xã Chư Bô, huyện Krông Búc mở lớp dạy học, giúp đỡ các em nhỏ tại địa phương, đem đến cho các em niềm vui và những nụ cười, giúp các em trải nghiệm cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, nổi lấy đó là động lực sống cho thời gian còn lại của bản thân. Nguyễn Công Nổi bắt đầu bằng việc bỏ tiền túi để xây dựng một lớp học nho nhỏ ngay sau nhà mình. Ở đó anh đặt tên là lớp học vui vẻ. Anh chia sẻ, mình đặt tên lớp học vui vẻ bởi mình muốn kể cả khi học cũng như lúc vui chơi, các em luôn có những tiếng cười sảng khoái. Hiện lớp học vui vẻ có hơn 50 em học sinh ở các độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi tại địa phương và các vùng lân cận tham gia. Các em sẽ học miễn phí các môn văn hóa như toán, tiếng Việt và đặc biệt là tiếng Anh. Không chỉ vậy,
giúp các em có sân chơi bổ ích và tiến bộ hơn trong học tập. Nội còn chủ động liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp cũ là người nước ngoài về giao lưu, trò chuyện với các em để giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Thời gian rảnh, Nội liên hệ, vận động sự hỗ trợ, chủ động đi sưu tầm mua lại sách vở, truyện tranh cũ với giá cả hợp lý để hoàn thiện một thư viện đọc với nhiều loại sách phong phú. Ngoài ra, Nội còn tổ chức cho các em các buổi sinh hoạt ngoại khóa bằng cách cho các em học nấu ăn, học vui chơi, trò chơi mang tính đồng đội, cho các em tự cảm nhận sau khi nghe về câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Nhiều người hàng xóm, láng giềng, đặc biệt là phụ huynh các em học sinh được Nội trực tiếp giảng dạy, ngạc nhiên vì một chàng trai đang mang trong mình căn bệnh nan y, nhưng vẫn lạc quan sống mỗi ngày với nụ cười luôn nở trên môi và lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cho các em. Nói về điều đó, Nội chia sẻ, bệnh tật không phải dấu chấm hết, giúp người cũng là giúp mình. Tổ chức những hoạt động ý nghĩa như thế này để giúp đỡ các em, đầu óc mình thoải mái và không còn nghĩ gì đến bệnh tật của mình nữa. Dù bệnh tình của Nội đang mang không biết sẽ lấy đi mạng sống của Nội lúc nào, nhưng khi được hỏi điều mong ước lớn nhất bây giờ, chàng trai mắc căn bệnh ung thư đại tràng lạc quan nói, mình mong có điều kiện kinh tế, mở rộng lớp học giúp các em. Và với mình, mỗi ngày thức dậy, thấy mình vẫn còn hơi thở, còn sức khỏe, còn gần gũi, dạy dỗ, vui chơi với tuổi nhỏ là mỗi ngày mình cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và đáng sống. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Cờ Rông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.